Với nhiệm vụ huấn luyện đào tạo phi công quân sự, ngay khi vừa tiếp quản sân bay Phan Thiết, Trung đoàn 920 Trường Sĩ quan Không quân đã triển khai ngay nhiệm vụ huấn luyện bay. Những chuyến bay đầu tiên thành công của học viên phi công ở sân bay mới tiếp tục khẳng định năng lực trình độ đào tạo huấn luyện của đơn vị. Đây là giai đoạn thực hành bay quan trọng trong quy trình đào tạo phi công của Trường Sĩ quan Không quân. Lần thực hành bay này còn là một trải nghiệm đặc biệt với các học viên phi công khi họ được huấn luyện tại sân bay Phan Thiết mà trung đoàn mới tiếp quản. Luôn luôn phải học hỏi, tìm tòi và hỏi cái gì chưa biết, chưa hiểu thì phải đi hỏi các thầy, các anh, những người đi trước, để những người đã bay rồi, những bay ở sân bay Phan Thiết rồi, để có những cái bước thực tế và những cái kinh nghiệm thực tế hơn để tôi nắm và tiếp tục học tập và sau này sẽ bước vào thực hành bay, bảo đảm an toàn và chất lượng tuyệt đối. Trong huấn luyện thực hành bay, yếu tố kỹ thuật phải được bảo đảm chính xác tuyệt đối. Khi tổ chức huấn luyện tại sân bay mới, công tác kỹ thuật càng được chú trọng hơn. Trước mỗi chuyến bay, tất cả các khâu, các bước kiểm tra, trang thiết bị, vũ khí, động cơ, buồng lái, hệ thống điện, hệ thống điều khiển đều được tiến hành hết sức chặt chẽ, cẩn trọng. Luôn luôn là đảm bảo máy bay và khí tải tốt nhất để phục vụ huấn luyện bay và đặc biệt là bảo đảm an toàn bay. Cái thứ hai nữa là bằng mọi cách, bằng mọi biện pháp để làm giảm thiểu tất cả những cái mà cái ảnh hưởng của thời tiết, môi trường ở sân bay mới tác động đến khí tài và trang bị. Để tổ chức những ban bay huấn luyện đầu tiên trên sân bay Phan Thiết, Đảng ủy Chỉ huy Trung đoàn 920 chú trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm đến từng cán bộ, nhân viên, học viên, xây dựng kế hoạch bay và triển khai thực hiện hiệp đồng, chỉ huy bay chặt chẽ. Đi xuống vừa đến trung đoàn thì đòi hỏi sức khỏe của học viên là phải tốt nhất. Nên là xây dựng kế hoạch ngoài cái thời gian để học về lý thuyết, tập luyện bài bay thì phải rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe. Trong quá trình học tập thì phân công cán bộ có kinh nghiệm, kèm cặp giảng viên và giúp đỡ học viên trong quá trình học tập để nâng cao cái kiến thức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đối với mỗi học viên phi công quân sự, mỗi lần cất cánh không chỉ là để làm chủ máy bay, chinh phục bầu trời, mà còn để trong tương lai có đủ khả năng bảo vệ đất mẹ, bảo vệ cho những người thân yêu phía dưới mỗi cánh bay ấy.